Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 45 phút ngày 23 tháng 10, tại địa chỉ 48 Hồ Tùng Mậu, xảy ra vụ cháy nhà 2 tầng làm nhiều người thương vong. Sau khi nhận tin báo của người dân, các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, sử dụng các phương tiện nghiệp vụ để chữa cháy và tìm kiếm người bị nạn. Sau 20 phút nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế ngọn lửa và cứu thoát 3 người khỏi đám cháy, gồm 41 tuổi, 31 tuổi và 10 tuổi. Tất cả được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên nạn nhân 41 tuổi đã không qua khỏi. Đến 9 giờ sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy.